Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những tiêu chí mà mình có thể chọn lựa một loại sữa tắm mà có thể phù hợp và an toàn cho cơ thể của mình. Thì đầu tiên, đây chính là sữa tắm bên ngoài thị trường. Thì vì lý do thương hiệu cho nên mình sẽ không nói tên và mình sẽ bao bì lại cái sản phẩm này. Còn cái thứ hai mà sản phẩm ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người đó chính là sữa tắm Refresh của Amway. Thì mình sẽ làm một cái minh họa nho nhỏ để cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa hai cái sữa tắm này là như thế nào. Thì đây là muối. Muối sẽ tượng trưng cho mồ hôi của mình, bởi vì mồ hôi của mình mặn như muối. Thì mình sẽ lấy một lượng bằng với nhau bỏ vào hai cái nắp này. Kế tiếp, bên đây mình sẽ dùng sữa tắm bên ngoài thị trường. Thì đối với những cái chai mà bên ngoài thị trường á, thì khi mà mình muốn lấy lượng sữa tắm mà mình để dùng á, thì mình muốn lấy bao nhiêu cũng được, lấy tùy thích. Vì vậy cho nên mỗi lần mà mình lấy, mình cảm thấy là cái lượng mình lấy rất là nhiều và cảm thấy rất là hao và tốn đi sản phẩm của mình nữa. Nhưng còn đối với sữa tắm Refresh của Amway thì bởi vì chai sữa tắm này được thiết kế rất là thông minh luôn. Mình chỉ cần mở nắp chai và chúc thẳng đứng chai như thế này thì sữa tắm từ trong chai sẽ chiết ra một lượng vừa đủ 15ml cho một người dùng và nó sẽ tự động ngắt đi, nó không chiết ra nữa. Kế tiếp mình sẽ khuấy đều hai cái hỗn hợp này. Thì đây chính là cái động tác mà tượng trưng cho mình khi mà mình tắm á, thì mình sẽ kỳ cọ nè, mình chà để cho những cái vết dơ trên cơ thể của mình á có thể ra, và những mồ hôi nữa có thể ra được. Mình sẽ chà đều hai bên. Khi mà mình khuấy đều hai bên như vậy thì các bạn cũng đã thấy được cái sự khác nhau giữa hai cái nắp. Thì đây là sữa tắm bên ngoài thị trường. Thì các bạn thấy là sữa tắm và muối nó đã không tan vào nhau mà nó quấn cục lại như vậy. Thì chính vì nó không tan nên khi các bạn tắm nó sẽ gây ra bít tắc lỗ nhân lông và nó sẽ gây mụn ở lưng cho các bạn. Còn đối với sữa tắm Refresh của Amway thì sữa tắm và muối đã hòa tan vào nhau và nó sẽ không gây ra mụn ở lưng. Kế tiếp là khi mà mình tắm mà thì mình cần phải có nước thì mình mới tắm được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho vào hai cái ly có nước này. Cho sữa tắm vào ly, hai ly có nước. Mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ lắc đều, sẽ tượng trưng cho là việc là mình sẽ xả sạch lại với nước khi mà mình đã tắm với sữa tắm rồi. Mình sẽ lắc đều hai ly lên. Rồi. Có phải là ở đây các bạn để một xíu thì nó bắt đầu từ từ nước nó sẽ lắng xuống. Thì các bạn có thể nhìn thấy rõ, đối với sữa tắm bên ngoài thị trường thì ở dưới đấy do khi nãy sữa tắm và muối nó đã không tan cho nên là bây giờ nó đã quấn cục lại và nó quyện vào nhau. Và nó khi mà nó ghe mụn mới lưng như vậy thì có rất nhiều bạn luôn họ sẽ không nghĩ là chính sữa tắm cũng là một phần nguyên nhân ghe mụn mới lưng cho mình nữa. Còn bên đây đối với sữa tắm Refresh thì nó đã rất là, các bạn thấy rất là trong luôn và nó không hề có gọi là cái sự quấn cục vào gì ở đâu. Và thực ra thì như các trên cơ thể mình á có một lớp axit tự nhiên nhẹ để bảo vệ cho da của mình. Thì cái lớp axit đó, cái màu nó sẽ, mình sẽ cho các bạn coi, cái màu nó sẽ tương tự giống như màu như thế này trên da tay của mình. Các bạn thấy chưa, màu da tay này. Và đây chính là độ pH mà an toàn cho da tay là từ 5.5 cho đến 7 chấm. Thì sản phẩm nào có độ pH giống như trên màu da tay của mình như thế này thì sản phẩm đó cực kỳ là an toàn cho cơ thể của mình luôn. Thì mình sẽ thử độ pH của hai sữa tắm này coi xem nó như thế nào. Thì mình sẽ nhỏ đều vào hai bên. Rồi, mình sẽ lắc đều lên. Sao lắc đều hai cái. Đây, các bạn thấy rõ chưa? Đây là sữa tắm bên ngoài thị trường. Thì cái màu nước đó đã chuyển sang màu xanh. Thì chứng tỏ trong đây có tính kiềm cao. Thì như vậy á,
là trong đây có tính cậy tẩy rất là cao, bởi vì cho nên là khi mà các bạn tắm á, thì đồng nghĩa với việc là đó, các bạn đang bào mòn đi lớp da của mình. Và đối với những sản phẩm nào có tính kiềm cao đến như vậy á, thì khi mà mình tắm xong mình ra ngoài đường rất dễ bị bắt nắng. Còn đối với sữa tắm Refresh của Amway thì đã cái màu nó tương tự đối với màu da tay của mình, thì như vậy chứng tỏ một điều là nó cực kỳ an toàn cho da của mình luôn. Và kế đến thì mình sẽ tắm, mà tắm là mình phải có bọt thì mình mới tắm được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tạo bọt cho các bạn xem dòng sữa tắm Refresh của mình, xem bọt nó như thế nào và xem bọt của nó có gì vượt trội hơn so với những cái sữa tắm bên ngoài thị trường. Thì đây là sữa tắm Refresh. Bây giờ mình sẽ lấy một lượng cho một người tắm. Rồi, mình sẽ lấy một lượng. Các bạn thấy không? Tự động sữa tắm nó sẽ tự ngắt lại và nó không chiết ra. Bởi cho nên nó cực kỳ tiết kiệm cho mọi người luôn. Và mình sẽ bóp nhẹ để tạo bọt. Rồi, mình sẽ bóp đều để ta có thể tạo bọt lên. Mình mới bóp vài cái thôi mà đã bọt lên nhiều đến như vậy rồi. Nếu mà mình càng bóp thêm nữa thì chắc bọt nó sẽ rơi ra ngoài mất. Thì mình sẽ lấy một lượng bọt nhỏ xoa lên tay của mình. Đây tay. Mình sẽ thoa vào đây. Nếu mà các bạn có ở đây hoặc là các bạn ở nhà cũng đang sử dụng sữa tắm Refresh của Amway, thì các bạn thấy là khi mà thoa sữa tắm lên cảm thấy nó rất là mịn, rất là mát luôn, và cảm thấy da mình có độ ẩm tức thời luôn. Rồi, mình thấy rất là mịn. Cái đếm thì mình sẽ lấy một cái khăn, mình sẽ cho một cái khăn nhỏ và mình sẽ lau nhẹ cái sữa tắm này đi. Rồi, khi mà mình lau như vậy á, là và mình sờ lại thì mình cảm thấy da của mình là không hề bị rít, và nó không có sữa tắm, nó không có dính lại trên da tay mình nữa. Bởi cho nên á, đối với dòng sữa tắm của Amway cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà nếu có bị bệnh á, các bạn không thể đụng nước được, thì các bạn có thể tắm khô bằng với sữa tắm này. Một phần sẽ giúp các bạn tránh được nước và một phần cơ thể mình vẫn sạch sẽ và thơm tho đi rất là nhiều. Thì khi nãy giờ mình đã chia sẻ cho bạn về 3 tiêu chí để mình có thể chọn lựa một cái dòng sản ở tắm mà có thể phù hợp và an toàn cho mình, đó chính là độ trong, độ tạo bọt, và một cái cực kỳ quan trọng hơn hết đó chính là về độ pH mà có thể bảo vệ an toàn cho cơ thể của mình. Thì một sản phẩm mà có thể đáp ứng cả 3 tiêu chí như vậy thì đó chính là sản phẩm mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người luôn, đó chính là dòng sữa tắm của Amway. Thì dòng sữa tắm của Amway thì hiện tại là nó có tới 2 dòng. Thì các bạn, đây là dòng màu xanh như vậy, đó chính là dòng Refresh mà khi nãy khi giờ mình đã làm những cái minh họa cho các bạn xem. Thì Refresh này phù hợp cho những bạn nào mà da dầu nè, hay bị đổ mồ hôi nè, hoặc là những bạn nào mà phải chạy xe ngoài đường nhiều á, cả ngày, và khi về nhà thì Refresh chính là một lựa chọn hoàn hảo cho mấy bạn. Có thể sau khi tắm các bạn cảm thấy rất là thư thái và thoải mái, bởi vì trong đây á, thành phần chính của nó là lô hội, sẽ giúp các bạn là giữ độ ẩm cho nếu mà mình đi ra ngoài trời nắng nóng. Cái thứ hai á, là chiết xuất hạt nho sẽ giúp mình cung cấp vitamin E, tăng cường khả năng bảo vệ da gấp 20 lần. Và cái thứ ba nữa đó chính là tinh chất trà xanh sẽ giúp các bạn khả năng chống oxy hóa cho làn da của mình nữa. Vì vậy cho nên Refresh này đó là một lựa chọn rất là tuyệt vời cho những bạn nào mà da dầu. Tiếp theo đó là dòng màu cam này. Thì màu cam này chính là Nourish. Thì Nourish sẽ phù hợp cho những bạn nào mà da khô, hoặc là những bạn nào mà làm việc văn phòng á, phải ngồi nhiều trong máy lạnh nè, thì Refresh là một cái lựa chọn hoàn toàn hoàn hảo cho các bạn. Bởi vì trong đây á, thành phần chính của nó đó chính là mật ong hoa cam, sẽ giúp cho tăng cường dưỡng ẩm cho da nè, kháng khuẩn nè, làm sạch nè, và sẽ dưỡng ẩm cho da của mình nữa. Cái thứ hai đó chính là bơ hạt mỡ sẽ giúp nuôi dưỡng làn da. Và cái cuối cùng,
là dầu hạt bí ngô sẽ giúp cho bảo vệ và làm dịu làn da. Và có một điều nữa là mình biết là sẽ có rất nhiều bạn có thói quen là khi mà mình hay ra đường á, mình sẽ có thói quen là mình sẽ xịt nước hoa để ra đường, thì các bạn sẽ lo ngại là mùi sữa tắm nó sẽ áp hết mùi nước hoa của các bạn. Thì các bạn đừng lo lắng về điều đó, bởi vì dòng sữa tắm của Amway sẽ không hề làm biến dạng đi mùi nước hoa của các bạn nữa. Và có một điều đặc biệt ở có trong sữa tắm của Amway, đó chính là công nghệ 3 tầng hương. Thì đối với công nghệ 3 tầng hương này, chỉ có những dòng sản phẩm mà nước hoa cao cấp hoặc là thương hiệu lớn thì nó mới có mà thôi. Nhưng ở trong Amway chỉ là một cái chai sữa tắm thôi, nhưng mà mình vẫn có được cái công nghệ 3 tầng hương này. Thì công nghệ 3 tầng hương đó chính là khi mà mình mua về, mình mở nắp chai ra, mình ngửi là một mùi. Khi mình sử dụng, mình tắm là một mùi khác. Và khi mà mình đã tắm xong rồi khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng sau mình ngửi lại thì đó chính là một cái mùi thứ ba. Và có nhiều bạn sẽ nghĩ là đối với một cái chai sữa tắm mà vừa an toàn, tiết kiệm mà có thể là đẳng cấp đến như vậy thì chắc là giá thành của nó sẽ rất là cao. Nhưng không, mình xin bật mí các bạn luôn là giá cực kỳ phù hợp đối với túi tiền của người Việt Nam của mình. Bởi vì một chai Refresh như vậy có giá là 288.000. Nếu một người sử dụng tắm từ 1 lần đến 2 lần thì mình sẽ sử dụng trong từ 8 đến 10 tháng. Thì mình chia trung bình cho 10 tháng đi là 288 chia 10 thì một tháng các bạn chỉ chi khoảng là 29.000 mà thôi. Giá rất là phù hợp, dù là sinh viên như mình đi nữa cũng rất là phù hợp. Và có thể có nhiều bạn là cứ nghĩ là giá nó sẽ không lớn hơn hoặc là nó sẽ cũng không thấp hơn so với sữa tắm mà mình đang dùng ở nhà. Nhưng mình muốn nói đây là nói về chất lượng, và trên hơn hết đó chính là an toàn cho cơ thể của mình. Và những gì mà mình đã chia sẻ ngày hôm nay mong là sẽ giúp ích được các bạn trong việc lựa chọn một cái sữa tắm mà an toàn và phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình những gì mà mình chia sẻ, và chúc các bạn thành công trong sự nghiệp Amway của mình. Chào và tạm biệt các bạn.